Rồi quý vị ơi, bonsai 141 nha quý vị. Một cây trang hồng phấn 130k nha quý vị. Anh nào quen thì ship code lại chuyển tiền trước nha. 130k bây giờ anh nào mà chưa có mua tôi lần nào á là phải bắn cho tôi thẻ cào nha. 100k thẻ cào nha tôi mới gửi cây nha, chứ còn không là tôi không có gửi à. Còn anh nào quen thì tôi gửi cho nha. Chứ giờ tôi nói quý vị nghe nè, cái cây này có 130 thì chuyển khoản hay chuyển sao, ví dụ gì đó ha. Nhưng mà bây giờ không chuyển khoản, không có tiền trước, anh nào chưa mua lần nào á, thì khi bây giờ anh mua mà anh không nhận hàng phải không, thì cái tiền cước đi về là mất hết 80 đến 100 ngàn của tôi rồi đó. Hello. Cái công cán nữa. Rồi cái anh mà shipper mà anh đi chuyển cái cây này, anh đi anh không có 1 ngàn nào hết trơn, anh đi tới rồi anh đi về nó tội nghiệp cho anh đó. Mà bây giờ nó cái gì nó cũng có thể xảy ra chứ, nói có anh nó trời ơi, có 130 ngàn là gì đâu, không có là gì chung chút tiền lẻ mà cũng biểu đi chuyển khoản đó. Có anh thì nói vậy, cái đó là chuyện của anh. Cái câu cái này tôi cũng không có muốn nói, nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị biết. Quen ship có là chuyện tiết trước là nó vậy. Khi bán một cái lô hàng tôi lời được 20 ngàn, không nhận hàng, đi về hết 80 đến 100 ngàn, mất công cho tôi, mất tiền mất bạc cửa. Rồi cái anh shipper anh trả được cái gì cả, tội nghiệp ảnh. Đi trời nắng nôi mưa gió ví dụ vậy đó, đến nơi điện thoại bắt máy nhưng mà không có nhận hàng, tới lui không biết anh đó làm gì làm chi nữa, không hiểu nổi nữa đó. Tôi không cần phải nói nhiều mà nói vậy thôi đó. Bây giờ anh nào có mua phải không, chuyển khoản không được phải không, bắn 100 ngàn thẻ cào tôi gửi cây cho. Còn bây giờ cây này có 130 ngàn mà đi về hết 80 đến 100 ngàn chi phí của tôi rồi, phải không, cũng tội nghiệp cho tôi chứ, phải không. Bán rồi bán vui thôi, chứ cây này mà quý vị nghĩ đi, 130 ngàn rồi tôi còn được cái gì. Cây trang hồng phấn này mà bán 130 ngàn rồi tôi còn được bao nhiêu. Dụ đi quý vị nhận chót lọt cái này hết mất 50 ngàn phí ship của tôi rồi, còn được có 80 thôi ha. Rồi xuống nha quý vị, nói rõ hôm nay nói cũng không có muốn nói ba cái điều này chi, nó không có vui vẻ gì cả, nhưng mà phải nói cho quý vị biết. Thằng Bi này đừng có chú phụ đang quay, đừng có lại đây giỡn mặt nha. Cái nào mà giỡn chơi giỡn, cái nào nói thấy nha, nói rồi mà cứ đang quay mà lại đây sàn đây hoài nha. Nay chú phụ không có được vui à. Rồi xuống đi.